Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tin nhanh của báo Tuyền Phong. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ô tô chở chính người bị tàu hỏa hất văng khi băng qua đường ở Hải Phòng. Cháu ngoe đỗ trượt đại học. Tổng thống Ukraine nói về khả năng tổ chức bầu cử trong thời chiến. Mở đầu bản tin là những tin vắn trong nước đáng chú ý. Sáng ngày 28 tháng 8 tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn tới báo cáo tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật Căn cước. Theo đó, dự thảo Luật bỏ phân tay trên bề mặt thẻ để đảm bảo tính bảo mật trong quá trình sử dụng thẻ, bỏ thông tin quê quán, sửa đổi số thẻ căn cước công dân thành số định danh cá nhân, căn cước công dân thành thẻ căn cước, nơi thường trú thành nơi cư trú, bổ sung nơi đăng ký khai sinh để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước và đảm bảo tính riêng tư của người dân. Vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 28 tháng 8, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC 67,35 đến 68,05 triệu đồng mỗi lượng mua vào bán ra, vàng nhẫn từ 56 đến 56,95 triệu đồng mỗi lượng. Dù thị trường chưa ghi nhận sức cầu mua lớn nhưng giá vàng được nhận định vẫn có khả năng tăng mạnh trong thời gian tới, thậm chí vàng SJC có thể lên mức 70 triệu đồng mỗi lượng như cách đây một năm. Nguyên nhân hiện nay người dân trong nước vẫn thích mua vàng tích trữ như một kênh đầu tư an toàn. Vào khoảng 20h30 tối ngày 27 tháng 8, tại địa phận xã Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, xe ô tô chở 9 người di chuyển từ quốc lộ 5 rẽ ngang qua đường sắt đã bị tàu hỏa đâm trực diện. Cú đâm mạnh khiến xe ô tô bị hất văng khỏi đường dây tàu hỏa. Vụ tai nạn làm 9 người trong xe ô tô bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng. Tất cả các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời sau khi xảy ra tai nạn. Nguyên nhân tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với câu chuyện tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Năm nay, điểm chuẩn xét tuyển đại học bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông bất ngờ. Khi có thí sinh chỉ 14-15 điểm là trúng tuyển nguyện vọng đầu, nhưng có thí sinh 29 điểm vẫn trượt nguyện vọng 1. Hay mấy hôm nay, dư luận xôn xao khi hai thủ khoa tổ hợp A00 toán ly hóa toàn quốc với 29,35 điểm không trúng tuyển nguyện vọng 1 khi xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành khoa học máy tính. Lý do hai thủ khoa tổ hợp A00 không trúng tuyển nguyện vọng 1 vì công thức tính điểm chuẩn của Đại học Bách khoa. Đại học Bách khoa Hà Nội xét tổ hợp 3 môn, nhưng trong đó có một môn nhân hệ số 2, môn toán. Với cách tính điểm này, môn nào nhân đôi, thí sinh đạt điểm cao hơn sẽ có lợi thế hơn. Đây là lý do mà hai thủ khoa không trúng tuyển vì điểm môn toán, môn nhân hệ số 2 thấp hơn các thí sinh khác. Một số chuyên gia cho rằng những ngành có tính cạnh tranh cao cùng với đó là điểm chuẩn cao có thể tạm xác định từ 27 điểm mỗi tổ hợp trở lên không nên sử dụng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông bởi kỳ thi này mục đích chính là xét tốt nghiệp. Độ phân hóa của đề thi được điều chỉnh, phổ điểm các môn ngày một đẹp hơn. Giáo sư Nguyễn Hiếu Tú, hiệu trưởng trường đại học Y Hà Nội Thông tin, từ lâu các trường y dược muốn tổ chức một kỳ thi tuyển sinh riêng cho khối ngành này nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức được. Nếu hai năm nữa các trường y dược vẫn không cùng nhau quyết được thì trường đại học y Hà Nội cũng sẽ phải tính đến phương án tổ chức kỳ thi riêng cho trường. Chuyển sang phần tin quốc tế và thể thao. Đáp lại lời kêu gọi của một thượng nghị sĩ Mỹ về việc tổ chức bầu cử vào năm 2024, ngày 27 tháng 8, tổng thống Ukraine Zelensky cho biết bầu cử có thể diễn ra trong thời chiến nếu các đối tác hỗ trợ chi phí các nghị sĩ chấp thuận và mọi người đều đi bỏ phiếu. Ông Zelensky cho biết phải tốn khoảng 135 triệu đô la Mỹ để tổ chức bầu cử trong thời bình. Tôi không biết cần bao nhiêu trong thời chiến. Vì vậy, tôi đã nói với ngài ấy rằng nếu Mỹ và châu Âu hỗ trợ tài chính, tôi sẽ không lấy tiền từ vũ khí và dùng cho cuộc bầu cử. Và điều này đã được pháp luật quy định, ông Zelensky nói. Hôm 27 tháng 8 xảy ra hai vụ nổ liên tiếp tại một trạm xăng ở Romania khiến hai người thiệt mạng và hàng chục người bị thương theo đài RT. Các đoạn video về vụ nổ lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ rất lớn, tạo ra quả cầu lửa khổng lồ và những cột khói bốc lên trời, khiến mọi người phải chạy toán loạn. Tổng thanh tra các tình huống khẩn cấp của Romania cũng thông báo thiết lập vành đai an toàn ở bán kính khoảng 800m từ địa điểm xảy ra vụ nổ và khoảng 3.000 cư dân được đưa đi sơ tán. Tổng thống Romania cho biết ông vô cùng đau buồn trước thảm kịch và đề nghị mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ nổ. Chia sẻ sau khi cùng công an Hà Nội lên ngôi tại V-League 2023, Đoàn Văn Hậu cho biết, cảm giác vô địch lần này rất khác, gia nhập đội bóng mới, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn để hòa nhập và đạt phong độ tốt. Đây là danh hiệu có ý nghĩa lớn đối với cá nhân tôi cũng như toàn đội. Xe tôi đã có 4 lần lên ngôi tại V-League và tôi hy vọng sẽ giành nhiều danh hiệu hơn nữa. Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải cũng không giấu niềm vui sướng với danh hiệu cùng câu lạc bộ mới. Tiền vệ sinh năm 1997 cho biết, Vô địch cùng đội bóng mới luôn mang đến cảm giác mới lạ và rất đặc biệt. Tôi vô cùng hạnh phúc với chiến thắng này và tôi hy vọng sẽ cùng đồng đội cống hiến các trận đấu hay hơn nữa trong mùa giải tới. Chia sẻ trước báo giới, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI Eric Tohi đã nêu lý do khiến đội nhà gặp bất lợi và thất bại trước U23 Việt Nam ở chung kết giải U23 Đông Nam Á. Ông cho biết, tôi nghĩ chúng ta nên tự hào về thành tích của U23 Indonesia. Đội bóng chỉ có 16 người gặp U23 Việt Nam, chưa tính hai thủ môn. Trong đó, 11 người ra sân thi đấu, còn trên ghế dự bị chỉ có 5 người. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.